Thưa quý vị, những năm gần đây, xu hướng các loại tệ nạn xã hội, tội phạm lợi dụng các căn hộ chung cư để hoạt động phạm tội có chiều hướng gia tăng và diễn biến phức tạp. Thời gian qua, Công an thành phố Hà Nội đã liên tiếp triệt phá các ổ nhóm tội phạm hoạt động tại các chung cư hiện đại. Điểm chung của các đối tượng là lựa chọn khu vực chung cư với hệ thống an ninh hiện đại, lực lượng bảo vệ chuyên nghiệp nhằm đối phó với sự kiểm tra, giám sát của lực lượng chức năng. Phổ biến, các loại tội phạm lợi dụng các khu chung cư để hoạt động là tội phạm ma túy, mại dâm, cờ bạc. Mới đây nhất, một nhóm đối tượng tổ chức sử dụng ma túy tại một căn hộ thuộc khu chung cư trên địa bàn xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội đã bị lực lượng công an bắt quả tang. Tại hiện trường, cơ quan công an đã thu giữ 5,9 gram ketamine, một đĩa sứ màu trắng, một thẻ nhựa, một loa Bluetooth, hai đèn nháy cùng nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan. 11 đối tượng đều có kết quả dương tính với ma túy. Khi bọn em thống nhất thì Tuấn Anh đã thuê phòng chung cư tại Eco Dream tầng 27 có mã khóa, có bảo vệ và được gửi tin nhắn có mã để vào. Sau khi vào thì kéo rèm kín đáo để tránh sự phát hiện của hàng xóm và mọi người xung quanh. Theo cơ quan công an, việc thuê căn hộ làm nơi sản xuất, tổ chức mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy là hình thức phạm tội đang ngày càng tăng ở nhiều thành phố lớn. Các hoạt động từ việc tìm thuê căn hộ chung cư, thuê loa đài đến việc đặt hàng mua các loại ma túy đều được các đối tượng thực hiện và giao dịch qua mạng. Bọn tôi thuê chung cư để sử dụng ma túy vì ít người biết với cả kín đáo với cả nghĩ là cơ quan chức năng khó vào kiểm tra. Từ những cái vụ tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy này thì chúng tôi thấy rằng là cái phương thức thủ đoạn hiện nay thì nó cũng có những cái thay đổi. Ngoài cái việc mà các cái đối tượng là sử dụng rồi tổ chức sử dụng tại các cái quán bar, vũ trường, các cái quán karaoke thì các đối tượng là thuê các cái căn hộ chung cư cao cấp đấy, và các cái phòng khách sạn, nhà nghỉ để là tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Rõ ràng, những diễn biến của tội phạm lợi dụng hoạt động tại các khu chung cư đang đặt ra yêu cầu cần nâng cao trách nhiệm của người dân có căn hộ cho thuê. Công tác an ninh tại các tòa nhà cũng cần được siết chặt qua hệ thống camera giám sát và thông tin tố giác của quần chúng nhân dân. Theo đó, các biểu hiện bất thường cần được kịp thời phát hiện và báo cho cơ quan chức năng.